Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã click vào video của Như. Video hôm nay thì Như sẽ dành một video riêng để giới thiệu cho các bạn mẫu Suzuki Rider và đặc biệt là phiên bản cũ nha. Cái dòng mà phiên bản mới 2021 thì Như đã giới thiệu, có clip giới thiệu nhiều rồi thì các bạn có thể lục và xem lại ha. Hôm nay thì có nhiều bạn hỏi Như về cái phiên bản cũ còn hay không, thì sẵn đây bên Như còn được vài em phiên bản cũ, Như sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái phiên bản cũ cũng như là giá cả như thế nào ha, để các bạn có thể nắm. Và bạn nào mà đang yêu thích những cái phiên bản cũ thì nhanh để liên hệ cho Như ha. Như sẽ hỗ trợ bao giá và cũng như để lại cho các bạn những cái em phiên bản này ha. Tại vì phiên bản mới thì nó chỉ ra đúng có 3 màu thôi. Hôm nay thì Như sẽ nói về cái con phiên bản cũ này. Đầu tiên á, phiên bản cũ thì các bạn có thể, như các bạn biết, phiên bản cũ của dòng Suzuki Rider nó đang có rất là nhiều màu phiên bản. Hiện tại thì Như còn màu này là màu cam đen ha. Phiên bản này thì các bạn Như sẽ quay sơ tổng thể cho các bạn xem. Về cái em phiên bản này á, thì về phần đầu xe đây, phần đầu xe nó sẽ phối màu đen như thế này. Còn về phần hông xe sẽ phối giữa tem dán. Ở đây thì trên đây nó có tên xe chữ Rider nhỏ được viết như thế này ở trên đây ha. Dưới đây thì có chữ R150. Và đặc biệt là chữ Suzuki to nằm phía bên hông xe như thế này. Đây là cái mà các bạn có thể nhận biết được, đây là em xe tem 2020 ha. Đây. Và bánh mâm là bánh mâm màu cam đồng ha. Như thế này đây. Và một mẫu phiên bản cũ thứ hai nữa, đó chính là cái màu này. Hình như là Như thấy là đang có rất là nhiều bạn đang tìm kiếm cái màu này bởi nhìn nó rất là tao nhã. Em này là màu trắng xanh ha. Màu trắng xanh như thế này. Đây, thì tương tự giống như em cam đen kia thì em này nó cũng có chữ Rider ở phía trước như thế này. Và bên hông xe nó sẽ có chữ Suzuki to như thế này. Được kết hợp màu trắng và màu xanh đen ha. Em này thì nhìn nó khá là đẹp. Và mâm là em này đi với lại bánh mâm màu xanh luôn. Em này hiện tại bên Như đang bán đồng giá tất cả các màu đều là 47.500.000 ha các bạn. Các bạn chỉ cần trả trước dùm Như tầm cỡ từ 12 triệu trở lên là các bạn đã có thể sở hữu được xe. Còn cái em phiên bản mới, phiên bản 2021 thì nó sẽ có 3 màu, là màu đen đỏ, rồi màu xanh cam đen. Và cái màu thứ ba đó là cái màu kiểu như màu trắng đen mà nhiều trắng sữa các bạn ha. Rồi. Và hôm nay thì tiếp tục Như sẽ giới thiệu thêm cho các bạn mẫu này là mẫu độ tem. Mẫu này là mẫu độ tem Minh Như ha. Như sẽ quay tổng thể cái xe cho các bạn xem. Màu này là màu cam đen, trên cà vạt cũng là cam đen luôn. Em này được up lên từ em xe màu cam ha các bạn. Rồi. Các bạn cùng Như quan sát về cái phần ở trên đây, nó cũng sẽ được thiết kế chữ Rider nhỏ nè. Ở bên đây, phần hông xe nó cũng sẽ có một cái chữ Rider to như thế này. Và cái kiểu em xe này, cái form dáng giống như là cái họa tiết chi tiết báu đốm vậy đó các bạn. Giống như cái trên em xe mà Suzuki Satria 2019 ha. Em này được thiết kế như thế là rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất là nổi luôn. Bạn nào mà thích sự nổi bật thì em này đi là bao nổi cho các bạn. Em này thì hiện tại giá nó sẽ có giá cao hơn một xíu, là nằm giá là 49 triệu thôi các bạn ha. Và trên em xe này thì bên Như cũng có trang bị một số cái phụ kiện như là ba ga nè, chống trộm nè, rồi tam cái két nước nè. Rồi chỉ vậy thôi, đơn giản như thế ha. Và hiện tại thì bên Như đang có những cái chương trình siêu ưu đãi khi mà các bạn mua xe mới tại cửa hàng xe máy Hiếu Thành Phát, là các bạn sẽ được hỗ trợ tặng hai nón bảo hiểm cao cấp, một áo mưa, một khung ốp biển số, một bảo hiểm xe máy và kèm theo là một phiếu phủ nano giảm giá 80% khi các bạn phủ nano. Và thêm một cái siêu ưu đãi nữa là khi các bạn gắn phụ kiện, khi mà các bạn mua xe mới các bạn lắp phụ kiện sẽ được hỗ trợ giảm 50% chi phí các bạn lắp phụ kiện ha. Quá là ưu đãi luôn. Rồi, và cái màu mà Như muốn giới thiệu đến các bạn thêm một mẫu nữa, đó chính là màu xanh lục bảo ha. Rồi các bạn cùng theo chân Như nha. Và đây là mẫu Suzuki Rider up màu xanh lục bảo ha. Thì trên cà vẹt sẽ ra là màu xanh đen cho các bạn. Và rất là nhiều lần Như đã nói về cái màu này khi mà các bạn muốn thay đổi cái màu xe. Ví dụ như trường hợp mà các bạn chán màu xanh lá này, các bạn có thể up lên màu xanh dương, xanh da trời, hoặc là xanh nước biển, hoặc là xanh xi măng gì đó vân vân, mà các bạn không cần phải đổi cà vẹt. Tại vì em này trên cà vẹt bên Như sẽ ra là màu xanh đen ha. Chi tiết em này thì nó cũng tương tự với lại
cái phiên bản hay phiên bản trước đó như đã từng giới thiệu ha. Ở đây thì sẽ có chữ Rider được viết màu vàng như thế này nè, cái viền màu vàng ha. Ở đây thì có thêm một số cái chữ như là Hyper Carbon nè, dưới đây có thêm cái số chữ nữa, và ở đây nó sẽ có một số cái viền màu đen. Còn về phần phía sau đuôi thì đơn giản về phần phía sau đuôi nó sẽ có chữ R150 màu vàng trên cái nền màu đen và xanh như thế này. Nhìn nó sẽ có một cái chi tiết gì đó, nhìn nó đánh bật lên cái xe của mình ha. Em này thì như cũng đã từng review rồi nên Như sẽ giới thiệu tổng quát và sơ bộ cho các bạn xem như thế thôi. Em này thì bên Như cũng đang bán với mức giá là 49 triệu ha, chưa bao gồm thuế, giấy tờ, biển số. Bạn nào ở khu vực nào thì liên hệ ngay cho Như ha. Ok, thì đó là Như đã giới thiệu sơ qua cho các bạn. Trời, thì đó là Như đã vừa giới thiệu sơ qua cho các bạn một số mẫu xe màu zin cũng như là màu độ tem bên Như hiện tại đang có. Cho nên là bạn nào mà hiện tại đang dự định mua dòng Rider thì các bạn liên hệ ngay cho Như qua số điện thoại 0967 080 520, hoặc là kết bạn Zalo với Như ha. Thì Như sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn để các bạn có thể đến cửa hàng mình làm hồ sơ nhanh gọn lẹ để mà mình mang xe về. Thì đối với dòng Rider này, cái thời gian ra biển số nó sẽ có nhanh hơn so với lại những cái dòng xe như là Charger, Sonic và Vario. Cho nên là các bạn có thể tranh thủ trong thời điểm này các bạn mua xe cũng được, hoặc là tháng 12 các bạn mua cũng được. Hiện tại thì cái dòng này giá nó cũng đang rất là ổn định, nó cũng như thì Như chưa có nhận được cái thông báo nào tăng giá về cái việc mà đối với cái dòng Rider này ha. Cho nên là bạn nào mà đang dự định mua Rider thì liên hệ cho Như nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.